Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món bánh bò xốp nè. Bánh bò xốp mềm và nở. Nở rất là ngon nè. Cùng với các cái màu đẹp mắt. Bánh này thì các bạn có thể ăn không, hoặc là mình chấm cùng với nước cốt dừa và đậu phộng với mè. Ngon lắm luôn á. Mời các bạn cùng xem video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước hết thì mình chuẩn bị bột. Bột này là 300g bột gạo. Bột gạo thì các bạn dùng loại nào cũng được. 150ml nước cốt dừa, 180ml nước ấm, 1 muỗng cà phê dung bột nở và 1 muỗng rưỡi cà phê men khô, 150g đường là nửa chén đường á. Trước hết á, các bạn sẽ cho đường vô nè. Mình cho nước cốt dừa vô hết luôn. Nước cốt dừa này mình ép ra đó, mình nó béo lắm. Cho vô tí xíu muối. Trộn sơ cho đường nó tan sơ, rồi cái mình bắt lên trên bếp nấu cho nó tan đường. Nấu với lửa nhỏ, vừa nấu các bạn vừa trộn đều. Mình thấy đường nó tan và nó nóng là được, tắt bếp nhắc xuống. Bây giờ mình đi pha bột nha. Hai chén bột. Bột nở, 1 muỗng cà phê dung. Bột nở này nếu các bạn không có thì thôi khỏi cho. 1 muỗng rưỡi men khô. Mỗi 1 muỗng vậy là 3g. Mình dùng 1 muỗng rưỡi. Trộn sơ ha, cho bột cũng như là men nó đều trước. Nước này các bạn sờ vào thấy nó ấm ấm nhẹ nhẹ thôi à, chứ không cần phải nóng. Nếu nóng quá thì nó cũng chết men. Rồi mình cho vô hết luôn. Bóp sơ với nước ấm để cho men nó kích hoạt trước. Đây nước cốt dừa và đường. Các bạn sờ tay vào mình cũng thấy nó ấm nhẹ nhẹ thôi ha. Rồi mình hãy cho vô, mình bóp bột từ từ. Cho vô như vậy thì bột nó dễ tan á. Mình bóp cho nó nhanh. Bóp khi mà thấy bột nó tan vậy nè. Rồi mình hãy lấy nước cốt dừa mình cho vô hết luôn. Tại vì cái bánh bò xốp thì các bạn không cần phải nhồi, cho nên mình chỉ cần bóp đều thôi à. Mình bóp làm sao mà cho bột nó tan đều cũng như là nước nó đều với nhau. Rồi, vậy là được rồi nè. Bột nó sẽ có cái dạng hơi sệt sệt, không có quá lỏng. Nếu lỏng quá thì nó không có nở. Bột mình thấy nó nổi bong bóng vậy nè. Mình sẽ đậy kín nó lại. Rồi các bạn sẽ ủ ha. Mình ủ 1 tiếng rưỡi đồng hồ ở chỗ nào mà nó hơi nóng nóng á. Ủ bột xong thì các bạn đi quét cái khuôn này, mình quét dầu ăn vô cho nó đều. Bột mình ủ được 1 tiếng rưỡi. Bây giờ bột nó nở lên nè. Các bạn nhìn thấy nó nở cao hơn hồi lúc mà mình pha bột á. Nó căng cái màng bột luôn á. Đó, bột nó xốp vậy nè. Các bạn ủ đến khi nào mà mình thấy bột nó xốp vậy thì nó mới đạt nha. Còn nếu mà các bạn ủ hoài mà thấy nó không có lên nở á, là có nghĩa là men nó chết, nó không có hoạt động á. Mình sẽ chia ra làm 4 phần. 3 phần này thì mình cho màu thực phẩm vô. Màu đỏ mình chỉ cần cho 1 giọt thôi. Màu xanh lá dứa và màu vàng. Trộn đều lên. Màu này thì các bạn ăn ít cũng không có ảnh hưởng gì đâu ha. Nếu không thích màu thì các bạn làm bánh trắng luôn, khỏi pha màu. Đây mình trộn cho đều hết rồi nè. Những cái khuôn mình cũng đã hấp cho nó nóng lên. Bây giờ các bạn sẽ gót bột vô những cái khuôn. Và trước khi gót thì các bạn nhớ trộn đều nó lên để cho bánh nó nở ngon. Mình gót vừa đầy mí thôi, không cần phải đầy quá tại vì nó còn nở ra nữa. Rồi xong rồi, bây giờ bắt lên trên bếp hấp. Nước đang sôi các bạn hãy cho vô hấp. Và mình hấp 10 phút với lửa lớn. Đúng 10 phút, các bạn tắt bếp luôn và mình mở nắp ra từ từ.
Wow, cái bánh nở này các bạn nhìn ngon ha. Màu sắc cũng đẹp nữa. Nở cao. Mình lấy bánh ra thì mình chờ cho nó nguội. Bánh đó các bạn phải chờ cho nó nguội á, thì mình lấy ra khỏi khuôn nó mới dễ. Bánh nở cao nhìn ngon lắm nè. Nó tróc lóc à. Trong bột có nước cốt dừa đó nên bánh nó tróc. Và mình làm nóng cái khuôn trước nữa nên lấy ra nó dễ. Xung quanh bánh rất là mềm. Bên trên thì nó nở nè, nó nở nước luôn. Xốp mềm mình cầm lên á, nó nhẹ tên nè. Cái bánh màu hồng. Đây, cái bánh màu vàng là mình thấy nó hấp dẫn nhất nè, màu sắc rực rỡ luôn. Bánh bò xốp với nước cốt dừa. Bánh nở cao, không cần phải ủ hai lần. Cho lên đây một ít mè nữa. Đây cái bánh màu hồng của mình nè. Nếu các bạn thích đậm màu hơn có thể cho thêm hai giọt màu. Bánh nó nhẹ lắm luôn á. Màu xanh lá dứa. Mình đổ á mà nó đầy lên trên á thì nó sẽ nứt. Nó nở và nó nứt luôn. Đây tách bánh ra ha. Bên trong nè các bạn nhìn thấy nó xốp không? Bánh bò xốp á, quan trọng nhất là các bạn bột phải sạch sạch, không có được lỏng. Và trong lúc trộn bột á, mình không cần nhồi ha. Nếu mình nhồi là nó thành cái bánh bò rễ tre luôn. Xốp ngon. Bánh này có thể ăn không cũng ngon. Tại vì trong bánh có nước cốt dừa. Còn nếu mình thích béo hơn thì mình có thắng thêm nước cốt dừa nè. Mình chấm cùng. Cách thắng nước cốt dừa thì có rất là nhiều video mình chia sẻ rồi. Mời các bạn nha. Bánh rất là ngon luôn á. Nó xốp xọp à. Và nó thơm cái mùi men nữa. Chấm với nước cốt dừa béo ngậy. Đây rất là ngon nè. Còn cái bánh này mình hồi nãy mình đổ nó không có cao á. Thì nó nở nhưng mà nó không có nứt. Nếu các bạn thích mà cái bánh không nứt á thì mình đổ nửa khuôn thôi. Bánh nào cũng xốp hết. Đổ cao hay là đổ thấp gì nó cũng xốp ngon hết. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình. Chia sẻ các video của mình nữa. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.